Tự mình không thể có lợi ích, huống chi có thể làm lợi ích cho người. Cho nên các người hãy siêng năng, thực hành bố thí, tự mình được an vui còn làm cho người khác được an vui. Đừng vì nghèo khổ cùng cực mà ăn nuốt lẫn nhau, để rồi mình và người không thể giải thoát ra các khổ, khỏi các đường ác. Nếu thấy hữu tình hủy phạm tịnh giới, Đại Bồ Tát sanh lòng thương xót, nói pháp như vậy: hữu tình các ngươi nên giữ gìn tịnh giới, những ai phá giới thì bị khổ trong đường ác.